yếu quá cho nên tại vì cái đường này á, cái đường mà đường nói chung là đường 412 này nó bay ra. Cái đường này á, cái đường này là đường Trung Nam Bảo, nó song song với đường tỉnh lộ 15. Nói chung là muốn quay cái đoạn đường mòn cánh gần ngoài cũng là phải đi ban ngày, bắt đầu ban đêm không, tại vì cái vụ không vòng quay này nó giống như chuyện nhà vô, thứ hai là quy hiểm, cái đường mòn đó là đâm thẳng ra quay cái đó phải đi ban ngày, mà ban ngày do mình ở gần đây thôi, làm một đường mà do ban ngày mình, và cái đường 412 chúng ơi này không có đi được. Đúng là bạn Phương Thùy, như vậy là tôi cũng cập nhật thông tin từ bạn và từ một số bạn nữa, bên đó cũng một chút là tới bà giờ đã đầu thối, bên đó còn chưa đó, tuấn khai thì bị tập cách dắt dao bên cổng trường rất là kíp. Các bạn thấy Lê Công Bình bây giờ mình lên đây cũng giờ nó trốn hiện tại thì chưa có thông tin bắt được bạn, bắt được tướng Mỹ bằng có cần rồi, nó lậu quá nó cũng phải để lại chiếc xe, tôi suy nghĩ là cái đó nè đúng không, chứ tôi cho nó trốn thoát đi để lậu qua đường sông rồi dắt xuống rồi ấy chặt cây chuối rồi thì lậu qua sông để lại chiếc xe, nếu chặt cây chuối thì người ta già lấy ngay được cây chuối rồi, mà sao kỳ nè chứ không chưa được bạn Hồ Nguyễn, cái đường nào mà giỏi dữ, chưa có thông tin nào bắt được cả, chạy ra ngoài là mấy ngôi tư là có camera quay là hết à, đúng rồi. Đúng rồi, camera bây giờ đặt nhiều. Nó đặt theo đường đầy hết luôn. Cái vụ này nó lớn quá là không lớn đó, làm mở camera ra hết rồi. Rồi nhăn nhóc. À bạn không làm cho quay à, không làm mà đi quay không cho vui hả? Đường nào nó mà giấu. Chở trong đây nhờ nghe chắc không mở. Mở là phải có chiếc xe đó liền. Thì cái đó cũng có khả năng lắm nha giáo, mà mình đâu có biết được. Mình nói chung là mình cũng chẳng dám nói gì. Mình chỉ lấy thông tin cho anh em nghe xem thôi. Rồi, cảm ơn anh nhé. Đầu tiên rất là hay, mai em nhắn với đường đi. Rồi, thì các bạn thì có một anh tới đây cũng chia sẻ một số thông tin thì các bạn cũng nghe rồi đó, thì vấn đề là bắt được hay chưa bắt được thì mình không biết đó, mình không dám nói và mình không nói là mình không biết đó, thì mọi người cứ tiếp tục theo dõi và xem tình hình diễn biến sự việc ở đây như thế nào. Thì cái vấn đề đó thì ví dụ như ngày nay, tuần sau, tháng sau hay vài tháng nữa thì báo đài, những kênh báo đài lớn, đài truyền hình sẽ cho các bạn biết được sự thật đó. Còn mình tới đây thì để chia sẻ cho các bạn xem cái tình hình ở khu vực này diễn biến như thế nào thôi nha. Thì theo các bạn thấy rồi đó, hôm nay so với những ngày trước kia thì rất chi là vắng vẻ. Mọi người thấy không, rất chi là vắng đó. Em qua bên đây kìa, em qua là châu bên đó. Châu đâu? Châu bên kia. Dạ. Qua cho đó là nằm chỗ này nè. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, đường khá chi là vắng, xe cộ chạy qua thì với tốc độ thì 340 cây số trên giờ, chứ không có còn như mấy hôm trước nữa. Thì hôm nay những em bé cũng ra đây để mua những cây xúc xích, những cá viên chiên rồi ăn, cũng không giống như mọi hôm ở trong nhà. Thì ở đây cũng có hai anh chị cũng vừa mới tới. Hai anh chị này cũng vừa mới tới đây. Thì tối hôm nay mình cũng lên chia sẻ cái tình hình ở khu vực này đó, cho các bạn xem. Thì chia sẻ cho các bạn xem diễn biến cái sự việc cũng như cái tình hình sinh hoạt ở khu vực này như thế nào đó, thì các bạn cũng thấy rồi đó. Thì
cũng khuya rồi các bạn. Thì mình cũng xin chúc anh chị em, quý anh chị có một đêm ngon giấc nha. Và ngày mai có một ngày mới tràn đầy niềm vui nha. Rồi xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người nha.